Mến chào tất cả quý vị và quý vị đã quay trở lại với trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị khán giả thân mến, tràn dịch khớp gối cách nào chấm dứt sưng đau nhanh chóng? Người sẽ cùng đồng hành với quý vị xin được trân trọng giới thiệu có Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Phạm Thục Lan, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Hiền Thục xin được kính chào bác sĩ Thục Lan ạ. Xin chào Hiền Thục, xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta có nguyên nhân hay yếu tố nguy cơ nào gây ra tràn dịch khớp gối và khái niệm tràn dịch khớp gối là gì? Nhờ bác sĩ Thục Lan có thể chia sẻ ở đầu chương trình ngày hôm nay ạ. Để nói về cái vấn đề này thì chúng ta không thể nào không nhắc lại được về cái sinh bệnh học của cái bệnh lý thoái hóa khớp gối. Thì chúng ta biết là cái cấu trúc thoái hóa khớp gối, cái cấu trúc của khớp gối của chúng ta nó sẽ gồm có hai cái đầu khớp, đó là cái hai cái đầu xương, gồm có cái đầu dưới của xương đùi và đầu trên của xương chày. Phía trước chúng ta có thêm cái xương bánh chè, và tất cả những cái đầu xương này nó sẽ được bao bọc với một cái bao khớp, và phía trong của nó là mình có cái màng hoạt dịch, và giữa hai cái màng dịch thì nó có một cái lớp dịch nhầy để giúp cho cái khớp nó được cử động được trơn láng. Và xung quanh nó sẽ được, ngoài cái bao khớp đó chúng ta sẽ có một cái hệ thống dây chằng cơ nó sẽ giữ chặt được cái cấu trúc khớp của chúng ta. Và như vậy thì với cấu trúc này thì khớp của mình nó vừa phải linh động để có thể cử động co duỗi đi đứng, và nó vừa phải vững chắc để mà có thể giữ được làm cái trục cho cả cái toàn của cơ thể. Và khi mà cái màng hoặc dịch của chúng ta nó bị hư hại, nó bị viêm thì nó sẽ có cái tình trạng tăng tiết dịch. Và chính cái tình trạng tăng tiết dịch viêm này nó tạo ra một cái lượng dịch lớn bất thường ở trong khớp, thay cho cái dịch nhờn gọi là hoặc dịch, giúp cho cái khớp có thể di chuyển dễ dàng. Và mình thấy là cái bao khớp của mình nó giữ chặt các cái cấu trúc của khớp. Khi mà có cái lượng dịch quá lớn như vậy, nó sẽ làm cho tăng áp lực ở trong cái bao khớp này lên, và nó sẽ kích thích vào các cái thần kinh ở trong cái bao khớp, và nó sẽ gây ra cái hiện tượng đau. Cũng như là ở trong khi thăm khám thì mình sẽ thấy là cái khớp nó sưng to, và khi có và có thể có nóng đỏ kèm theo nếu như cái tình trạng viêm nó nặng. Dạ, ai sẽ là người có nguy cơ dễ bị tràn dịch khớp gối nhất ạ, thưa bác sĩ Thục Lan? Bệnh diễn tiến qua những giai đoạn như thế nào ạ? Bất kỳ một cái bệnh nhân thoái hóa khớp nào cũng có thể có cái tình trạng tràn dịch khớp gối này. Tuy nhiên nó sẽ có những cái yếu tố thúc đẩy. Thì thường là khi mà mình sử dụng trên một cái bệnh nhân đang bị thoái hóa khớp gối, đang ở trong giai đoạn ổn định, mà nếu như mà mình sử dụng của nó quá nhiều, ví dụ như là mình đi lại vì cái công việc phải đi lại quá nhiều, phải leo lên cầu thang, hoặc là mình đi lên đồi, đi lên dốc cao quá nhiều, sử dụng của nó nhiều, cũng như là hoặc là sẽ bị sang chấn hoặc là chấn thương, ví dụ như là có vật ở ngoài đập vào, hoặc là té ngã, hoặc là có lực tác động mạnh lên trên khớp gối, thì trong những cái trường hợp này thì nó sẽ có cái tình trạng viêm mạnh ở trong cái màng hoạt dịch, và nó gây ra tràn dịch. Tràn dịch khớp gối có nguy hiểm không ạ, thưa bác sĩ? Và nếu như không điều trị can thiệp kịp thời, bệnh sẽ gây ra những biến chứng gì? Thì chúng ta thấy là trước tiên hết là khi mà tràn dịch khớp gối nó biểu hiện là có một cái tình trạng viêm cấp của các cái thành phần trong cái khớp gối, trong cái bệnh lý thoái hóa khớp. Thì trong những cái trường hợp này thì do cái áp lực nó căng nhiều, nó sẽ làm cho bệnh nhân đau dữ dội và mất chức năng chuyển nợ vận động. Do cái nếu như cái lượng dịch ít thì khi mà mình cử động hàng ngày nó có thể tái hấp thu được. Tuy nhiên nếu như mà cái lượng dịch quá lớn thì nó sẽ làm cho hạn chế, trước tiên là hạn chế cử động. Và nếu như mà mình cái lượng dịch cứ tiếp tục, tình trạng viêm cứ tiếp tục tiến triển,
thì nó sẽ làm cho căng cứng của cái khớp gối, và cái áp lực nó tăng quá cao làm cho bệnh nhân không thể gấp duỗi cái đầu gối cũng như không di chuyển được nữa, thì mình sẽ mất chức năng vận động. Với những điều đáng lo ngại như trên thì chắc có lẽ triệu chứng để nhận diện và để giúp quý vị có thể sớm thăm khám đó sẽ là những triệu chứng như thế nào ạ? Khi mà đã có tình trạng viêm và tràn dịch thì bệnh nhân sẽ đau, và cái tình trạng này nó sẽ tùy thuộc vào cái mức độ tràn dịch ở trong khớp gối. Nếu như mà tràn dịch ít thì chỉ khi nào bệnh nhân đi lại thì bệnh nhân mới thấy đau, còn tràn dịch nhiều thì có thể nghỉ ngơi bệnh nhân cũng đau, và cái tràn dịch cái lượng khá khá thì bệnh nhân họ sẽ thấy là khi nào nó cũng đau là một. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân không gấp chân lại được, nên bệnh nhân sẽ không gấp lại được, và tới khi mà nó cái lượng dịch nó quá lớn, áp lực nó quá cao thì khi đó là bệnh nhân không cử động được nữa. Và mình có thể song song với các cái biểu hiện của cái dựa đau mức độ tăng dần, cử động và giới hạn dần cho tới mất cái chức năng vận động, thì cái đầu gối nó cũng sẽ sưng to dần ra. Nên tới đầu tiên mình chỉ thấy là khi mà mình co duỗi, mình thấy ở hai bên của cái khớp gối nó có thể hơi phù nề, nó hơi nề ra một chút xíu cho tới lúc nó sưng bự ra. Và trong những cái trường hợp mà quá nhiều dịch thì cái đầu khớp gối của mình nó có thể căng bóng và nó sưng to ra như là cái quả bóng nhỏ. Thì trong trường hợp đó thì dịch rất là nhiều rồi. Dạ, hiện nay chúng ta có những xét nghiệm cũng như là những kỹ thuật như thế nào để chẩn đoán tràn dịch khớp gối khi mà người bệnh đến các cơ sở y tế để được thăm khám ạ? Chẩn đoán tràn dịch khớp gối được xác định dễ dàng và nhanh chóng chỉ bằng cái xét nghiệm thông thường của chúng ta, đó là siêu âm khớp gối. Là mình có thể thấy được cái lượng dịch trong đó rất là rõ ràng, và mình có thể định luôn được cái vị trí của dịch nó ở đâu cũng như là cái lượng dịch là bao nhiêu. Dạ. Liệu rằng là chúng ta có thể trị dứt điểm tràn dịch khớp gối được hay không thưa bác sĩ? Khi phát hiện tràn dịch khớp gối, người bệnh sẽ được điều trị ra sao ạ? Trong những cái trường hợp mà lượng dịch ít ha, thì cái dịch này nó có thể tái hấp thu lại được, và chỉ cần chúng ta sử dụng các cái thuốc kháng viêm nonsteroid thông thường là nó có thể hỗ trợ vừa kháng viêm vừa giảm đau vừa giảm cái lượng dịch lại cho bệnh nhân. Nhưng mà trong cái trường hợp mà cái lượng dịch nó quá nhiều thì để tái hấp thu rất là khó khăn. Ở trong những trường hợp này thì bệnh nhân cần tới một cái chỗ trung tâm chuyên về cơ xương khớp để được các cái bác sĩ chuyên khoa rút dịch ra để giải áp và để điều trị. Và trong những trường hợp này thì bên cạnh cái chuyện rút hết dịch này ra thì chúng ta có thì bác sĩ có thể chích vào cái thuốc kháng viêm glucocorticoid để cho tránh được tình trạng tái phát, và đó là được coi là cái biện pháp hữu hiệu để điều trị cái tình trạng viêm cấp gây tràn dịch nhiều trên bệnh nhân thoái hóa khớp gối. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ như vậy, cái chích corticoid rút dịch và chích corticoid này nó sẽ được thực hiện hạn chế, tại vì nó rất là hữu hiệu để chống tình trạng viêm. Tuy nhiên nếu như mà mình lạm dụng chích quá nhiều thì ngược lại nó sẽ góp phần gây phá hủy sụn khớp, bệnh tiến triển nhanh. Vì vậy không được chích quá 4 lần cái corticoid trong một năm, tức là mình có thể thấy được là phải 3 tới 4 tháng mới có thể chích được lại cái corticoid này một lần ha, phải cách nhau ít nhất là 3 tới 4 tháng. Và cái thứ hai nữa, chúng ta cũng phải nhớ là cái bệnh thoái hóa khớp nó là một cái bệnh mãn tính, nó sẽ cái tình trạng cái tràn dịch này nó có thể tái đi tái lại tùy theo cái hoạt động của chúng ta cũng như là tùy theo cái tiến triển của bệnh, và do đó nó không có khái niệm là điều trị dứt hẳn cái tràn dịch thoái hóa. Chỉ trong đợt này chúng ta giải quyết cái tràn dịch đó thôi, nhưng mà nó là một cái bệnh mãn, sau đó nó có thể tiến triển và nó có thể lại tràn dịch lại. Và như vậy thì để góp phần cho
cái hạn chế cái tình trạng mà tràn dịch này lại, thì mình phải tuân thủ cái điều trị cốt lõi của thoái hóa khớp là phải vận động và giảm cân, phải vật lý trị liệu hàng ngày cũng như là giảm cân. Thì để phục vụ cái mục đích này thì chúng tôi xin hứa là sẽ có một cái bài tập về cái phục hồi chức năng và vật lý trị liệu cho khớp gối để góp phần để cho hạn chế cái tình trạng tràn dịch cũng như tiến triển bệnh thoái hóa cơ khớp gối cho tất cả các bệnh nhân thoái hóa khớp của chúng ta. Dạ. Nếu như mà chúng ta thực hiện hút dịch khớp gối nhiều lần như vậy thì người bệnh liệu rằng là có phải đối diện với những nguy cơ nào với sức khỏe của bản thân hay không ạ? Và liệu rằng là chúng ta có cách nào để hạn chế những rủi ro này hay không, thưa bác sĩ Thục Lan? Cái chậu hút dịch nó là một cái thủ thuật, vì vậy nó chỉ có lợi và nó hiệu quả nếu như mình thực hiện đúng chỉ định, đúng kỹ thuật. Còn nếu như mà mình thực hiện bừa bãi và không đúng kỹ thuật thì nó có thể không những có lợi mà nó còn có thể gây hại cho bệnh nhân. Giả sử như là phải có đúng kỹ thuật thì chúng ta mới có thể vào đúng ổ khớp để mà lấy dịch này ra, mới đạt được cái mục tiêu là giải áp, để thoát dịch giải áp. Thứ hai nữa là chúng ta phải bảo đảm vô trùng. Tại vì khi mà mình làm thủ thuật này mà mình không bảo đảm vô trùng thì cái vi trùng, mình sẽ đưa vi trùng vào trong ổ khớp và nó gây nhiễm trùng khớp, là một cái biến chứng nguy hiểm, rất là nguy hiểm cho bệnh nhân. Dạ, chắc có lẽ là với những người bị mắc các bệnh về cơ xương khớp thì việc di chuyển cũng như là sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày sẽ khó khăn hơn một chút. Vậy thì với người bị tràn dịch khớp gối, cần lưu ý gì trong sinh hoạt của mình? Những thói quen xấu nào cần tránh khi mắc căn bệnh này ạ, thưa bác sĩ Thục Lan? Khi mà tràn dịch thì cái triệu chứng đau và cái triệu chứng đau nó sẽ làm cho bệnh nhân sợ và bệnh nhân sẽ không cử động. Đó là cái thường xảy ra, và đó là một cái phản ứng hơn là một cái thói quen, một cái phản ứng không tốt do bệnh nhân không hiểu biết. Tại vì chúng ta biết là cái dịch ở trong cái khớp gối của chúng ta nó có thể là nó được tạo ra thường xuyên và nó sẽ được quân bình, nó sẽ được tái hấp thu vào trong cái hệ thống của bạch mạch. Nó sẽ được hấp thu, tái hấp thu vào trong cái hệ thống bạch mạch và nó chỉ có một ít cái hợp dịch còn lại giúp bôi trơn thôi. Và cái tình trạng tái hấp thu này nó chỉ có thể xảy ra khi chúng ta cử động. Và như vậy thì nếu như mà cái lượng dịch ít mà chúng ta dùng chất kháng viêm đồng thời tiếp tục cử động đúng mức, đúng cách thì nó sẽ góp phần làm cho tái hấp thu tốt. Và ngược lại, nếu như mà chúng ta sợ quá, đau quá, không cử động luôn, để bất động cái đầu gối thì cái lượng dịch nó sẽ được tạo ra nhiều hơn và nó sẽ tạo ra cái tình trạng cứng khớp mà đưa đến cái biến chứng là mất chức năng hoạt động. Dạ, vậy còn với chế độ dinh dưỡng cũng là một điều rất là quan trọng. Người bệnh cần phải tăng cường chế độ dinh dưỡng với những thực phẩm nào và hạn chế những thực phẩm nào ạ? Cái nguyên nhân mà gây ra tràn dịch là viêm màng hoạt dịch, một cái thành phần của khớp gối. Như vậy thì cái đầu tiên nó cũng là biểu hiện viêm. Và chúng ta biết là thực phẩm mình thì có hai nhóm. Một nhóm là kháng viêm, một nhóm là góp phần gây viêm. Vậy thì khi mà nó bắt đầu nó viêm, nếu như mà mình lại ăn nhiều cái thực phẩm mà gây viêm vào thì dĩ nhiên là cái tình trạng viêm nó sẽ diễn biến nhanh và mạnh, cái tình trạng tràn dịch khớp nó sẽ một cách vô hình dung nó sẽ nhiều hơn. Vì vậy khi mà mình có bệnh lý thoái hóa khớp thì mình nên tập một cái thói quen hàng ngày tăng cái thực phẩm lành mạnh kháng viêm và giảm cái thực phẩm gây viêm. Và khi mà mình thấy nó có biểu hiện đau, biểu hiện sưng nề ở khớp gối thì cái thực phẩm chọn lựa thì mình cần phải nghiêm ngặt hơn, ưu tiên cho cái nhóm kháng viêm. Và phòng ngừa tràn dịch khớp gối tái phát cũng là một vấn đề nhiều người quan tâm. Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, nhờ bác sĩ Thục Lan có thể chia sẻ với tất cả quý vị ạ. Phòng tránh của cái tràn dịch khớp gối thì nó cũng chính là
cái phòng tránh của thoái hóa khớp gối. Tức là cái tràn dịch khớp gối nó chỉ là một cái biểu hiện cấp tính của bệnh lý thoái hóa khớp thôi. Thì với phòng tránh nó thì chúng ta cần phải có cái biện giờ phải áp dụng nghiêm ngặt các cái biện pháp để phòng tránh thoái hóa khớp, cũng như là giảm cái tiến triển của thoái hóa khớp bằng hai cái yếu tố: vận động đúng mức, chế độ ăn lành mạnh phù hợp. Lời khuyên vừa rồi của bác sĩ Thục Lan gửi đến quý vị cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn đến bác sĩ ạ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thương chúc cho quý vị có nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Thân ái chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.